Thưa quý vị, mới đây Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã giải cứu và tiếp nhận từ lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia và lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia 37 vụ với 322 công dân Việt Nam. Qua quá trình giải cứu và tiếp nhận cho thấy có nhiều trường hợp bị lừa gạt với chiêu bài làm việc nhẹ lương cao, bị cưỡng bức bóc lột sức lao động. Một số không chịu đựng được đã bỏ trốn và bị bắt lại. Có những trẻ em gái bị dụ dỗ ép buộc hoạt động mại dâm. Do đó khuyến cáo người dân cảnh giác trước lời mời qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, không mất chi phí đi lại từ các đối tượng trên mạng xã hội. Trước khi nhận lời đi làm nên tìm hiểu thật kỹ địa danh, điểm đến nơi đến làm việc, thông tin và nhân thân của người giới thiệu, người đi cùng. Trước khi xuất cảnh nên tham khảo ý kiến của nhiều người và cung cấp thông tin địa điểm nơi sẽ đến làm việc, công việc và thông tin người đi cùng, người giới thiệu cho gia đình. Khi phát hiện các đối tượng đường dây lôi kéo, môi giới đưa ra nước ngoài làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người thì cần thông báo cho người thân, gia đình. Kịp thời trình báo cho Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, các đồn biên phòng trên địa bàn và Công an Tây Ninh để ngăn chặn, điều tra, xử lý.